Hello, xin chào quý anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của em Quang. Và trong video ngày hôm nay thì Quang sẽ quay cho quý anh chị một vài em xe Quang vừa mới về và cái quá trình đang loading ha, như là ở đây một em Sedona đang đợi đánh bass đây quý anh chị. Sedona 2019 hôm qua đã nói với quý anh chị đây, đang xạ nhám đánh bass nè. Rất là đẹp nha quý anh chị ha. Thì chúng tôi sẽ cho quý anh chị xem chi tiết xe này nha. Giá thì chỉ có 745 triệu thôi, Sedona mà. 745 triệu, quá rẻ luôn. Và hôm qua có một anh khách hỏi em Quang em Hyundai Santa Fe này, thì hôm nay Quang sẽ quay chi tiết em Santa Fe cho quý anh chị xem luôn. Hôm qua quay cũng hơi tối nên là quý chị thông cảm nha. Rồi, và hôm nay là ngày thứ 5. Kính chúc quý chị ngày thứ 5 thật là vui vẻ, an lành bên gia đình và thật là nhiều sức khỏe nha quý anh chị. Và để cho quý chị không mất thời gian nữa thì Quang sẽ mời quý chị cùng xem chi tiết dàn xe Quang đang có, đang loading tại showroom, tại xưởng sau đến vậy ha. Và chúng tôi mình sẽ về bên showroom để báo giá nhanh toàn bộ xe Quang đang có tại showroom ha. Và giờ chúng ta cùng đi thôi, let's go. Đây quý anh chị ơi, hiện tại đây là em Hyundai Santa Fe. Và như là hôm qua Quang cũng đã nói với quý anh chị rồi, xe này về là Quang chỉ có rửa nước và lên showroom. Sơn si là siêu đẹp cho quý anh chị ha. Sơn si quý anh chị nhìn nè, ba đề sóc liền zin hết nha, sơn zin hết nè, cực đẹp luôn. Cái này thì để Quang chết lại chỗ này, hôm qua thì có một cái vết xước ngay đây. Đây, một cái vết xước này thì nó hơi ăn vô sơn một chút xíu. Nó tầm cỡ 4 phân, tầm cỡ 4 phân đây. Thì cái này là nó đã ăn vô sơn rồi nên là cũng không có xử lý được. Nhưng mà vì đây là cái sơn zin nên là em muốn giữ cái sơn zin cho nó đẹp ha. Quý anh chị nào mà đồng ý được cái cỡ 4 phân này thì mình chơi thoải mái nha. Đây, còn quý anh chị nào mà muốn lấy xe, muốn dọn sơn dặm lại thì em sẽ xử lý cho quý anh chị ha. Xe này em Quang bảo đảm với quý anh chị sơn zin hết cả xe nha. Hyundai Santa Fe, máy xăng bản premium, sau đến chị bản đặc biệt, máy xăng bản đặc biệt ha, 2019. Ô đồ em này là 33.000 cây nha quý anh chị, 33.000 cây. À quý chị nhìn đi, rất là đẹp nha, ba đợt sóc liền lạc hết nè. Xe này về là ngoài chỉ rửa nước lã lên showroom thôi. Em ngoài nói thật với quý anh chị là như vậy. À quý chị nhìn đi, ba đợt sóc liền hết nè. Và đặc biệt em này là 4 cái lớp Michelin mới thay. 4 lớp Michelin mới thay ha. Đấy. 4 lớp mới luôn. Là chỉ có thay lớp xong rồi là chạy về showroom thôi, 4 cái lớp mới toanh hoàn toàn nha quý anh chị. Chưa lăn bánh lần nào luôn nha. Đấy, cực kỳ đẹp luôn quý anh chị ơi. Xe này thì đang loading được cỡ 95% rồi, còn 5% nữa là xong rồi lên showroom thôi. Xe này thì dọn rất là nhanh. Chiều hôm qua về tới hôm nay đã dọn gần xong rồi nha quý anh chị. Đây, em quay sẽ cho quý anh chị xem chi tiết xe này ha. Đã được chủ người ta lên bể bước nha. Quý anh chị mua về không cần phải lên thêm gì nha. Đây ghế đây quý anh chị ơi. Ghế bên phụ nè. Siêu đẹp. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Đó, 33.000 cây mà chủ người ta đi rất là kỹ nha. Đây quý anh chị nhìn cái ghế nè. Đó, siêu đẹp nha quý anh chị. Bản này bản đặc biệt nên là ghế da một màu. Bản cao cấp thì nó sẽ là ghế da hai màu nha. Odo 33.000. Ở đây thì màn hình vẫn còn siêu nè quý anh chị ơi. Đấy. Rồi, ở đây chúng ta cũng có cả sạc pin không dây nè. Đó, sạc pin không dây và những cái cổng sạc. Đó, clean này. Xe này thì em qua dọn xong sẽ quay chi tiết một lần nữa cho quý anh chị ha. Cửa sổ trời panorama toàn cảnh nha. Trần thì là trần màu sáng nhưng mà sẽ có những cái đường chỉ đen giúp cho quý anh chị tay dơ chạm cũng sẽ đỡ dơ ha. Nội thất ghế sau đây quý anh chị. Vị trí chủ tịch bao đẹp cho quý anh chị ha. Rồi, ở đây có cả cửa gió luôn. Có rèm che nắng đằng sau. Em này thì là 7 chỗ nè. Bánh sơ cua em này là chưa hạ luôn nha quý anh chị. Bánh sơ cua chưa hạ nha, rất là đẹp nha. Rồi, thì chắc là quay xin phép đọc nhanh đi. Đọc nhanh. Em xe này là Hyundai Santa Fe. Máy xăng bản đặc biệt ha, bản giữa ha. Và sản xuất 2019, Odo 33.000. Và hiện tại đang điện quan chào bán em xe này là 765 triệu nha. Cực mới, mua về đổ nhiên liệu là chạy, không cần phải làm một bất cứ gì luôn. 4 lớp mới Michelin nha quý anh chị, 4 lớp mới toanh chưa sử dụng nha. Chỉ lăn bánh từ cái chỗ thay lớp về tới showroom em quan thôi. Cực đẹp luôn. Đấy. Đăng kiểm em này là tháng 7, cứ xịt bình thường thì không sao đâu. Tháng 7 2026 nha. Đây tháng 7 2026. Đó. Đà, phí bảo trì đường bộ đăng kiểm tháng 7 2026 hết luôn quý anh chị ơi. Rồi đây, đây là em Mazda CX-8. Thì anh em đang xịt xe, dọn xe cho khách ha. Xe này thì là em Quang đã bán rồi. Một em Mazda CX-8 Deluxe 2023 đã bán rồi. Đang dọn xe để giao cho khách. Xe này đang trên đường về nè. Chưa kịp quay khách đặt cọc luôn.
xe rất là ngon, đi rất là ít ha. Đó. Rồi, em quay sẽ di chuyển qua bên đây cho quý anh chị xem em Kia Sedona này. Máy xăng. Em xe máy xăng V6 3.3. Tuy là máy xăng 3.3 nhưng mà phải nói thật với quý anh chị là em này xăng ngang ngửa em Toyota Fortuner 2.7 thôi. Đi rất là ít nha. Em này đi tầm khoảng đâu đó là 9 lít 100 cây đường hỗn hợp. 8-9 lít 100 cây đường hỗn hợp. Và khoảng 10 lít cho tới 11 lít cho trong đô thị. Còn quý anh chị mà đi đi đâu ta, đi cao tốc quý anh chị đi cao tốc em này mà có chớn đi rất là ngon, rất là tiết kiệm luôn. Đi cao tốc em này khoảng 7 lít mấy trăm cây thôi. Đấy, rất là đẹp nha quý anh chị. Màu nâu nè, đấy, quý anh chị nhìn thấy ha. Em này thì hiện tại em quay đang chào bán với mức giá là 745 triệu nha. 745 triệu cho một em Kia Sedona máy xăng 2019. Em này thì odo 6 vạn nhưng mà em Quang sẽ không bao odo cho em xe này. Bởi vì xe này thì em Quang lấy lại của bên cò lái ha. Có sao nói vậy thôi, tình trạng thì nhưng mà quan trọng là cái chiếc xe đẹp thì mình cứ chơi. Đó. Cái chiếc xe đẹp thì mình chơi thôi. Odo 65 ngàn. Nhưng mà bên em Quang kiểm tra thì cái chiếc xe nó không có chuẩn như 65 ngàn. Như là ở đây ghế da đã được xử lý lại hết rồi nè. Ghế da này là giống của Zin, y chang Zin luôn, nhưng mà đã được bọc lại nha. Bọc lại hết. Ở ngoài đây là zin nè, ở trong đây là bọc lại nè, bọc lại cái phần trong đây nè. Bọc lại hết. Đấy. Rồi, ok quý anh chị, ở ngoài là zin đây, bởi vì quý anh chị nhìn thấy nó sẽ ra hai màu nè, thấy không? Đó, tình trạng xe có sao nói vậy cho quý anh chị thôi, nhưng mà ghế da thì rất là đẹp. Sàn 5D, sàn nhựa. Cái vidan đạp cũng còn khá là đẹp. Em này thì odo này không chuẩn nha, không bao odo nha, nhưng mà cam kết cho quý anh chị là không tai nạn, không cứng đụng, không ngập nước và động cơ hộp số nguyên zin. Có bảo hành cho quý anh chị để cho quý anh chị chơi xe nha, thoải mái. Bảo hành em này 2019 bảo hành cho quý anh chị là 6 tháng 10.000 cây. Đấy. Rồi, cực đẹp luôn. Xe này thì đang đợi bát, bát nữa lên showroom thôi. Bên đây đang xả nhám nha quý anh chị. Hai bên đây đang xả nhám đợi bát nè. Bát cái nữa là đẹp, long linh. Lung linh, long lanh, à, lung linh long lanh nha. Dán phim cách nhiệt hết rồi. Đây. Chị nhìn thấy ha, rất là đẹp nha. Đây, hàng ghế sau thì đang gặp rồi. Em này thì được cái là rèm trước rèm sau nè. Dàn lạnh, ba vùng lạnh độc lập, có sạc pin không dây nè. Ghế bên vị trí chủ tịch nè, còn khá là đẹp nè. Thấy khá là ok. Vị trí ghế phụ đây quý anh chị ơi. Đấy. Rồi. Bốn lớp là lớp Bridgestone, em đằng sau đây là lớp gì đây, lớp này là lớp Continental, lớp Continental ha, lớp này là lớp Bridgestone đây đó, lớp Bridgestone nha quý anh chị. Nói chung xe này thì odo không chuẩn thì có sao nói vậy thôi, đã đúng tình trạng quý anh chị lên xem xe cho nó ok. Quan trọng lớp sau là lớp Continental, lớp trước lớp Bridgestone, nhưng mà hai lớp là phải giống nhau ha, lớp bên kia và lớp bên đây đều là lớp Bridgestone nha quý anh chị. Và cái kia cũng vậy, thì hai cái đằng sau nó phải là Continental ha. Em này thì để quay kiểm tra coi là đã thay lớp chưa nha quý anh chị ha. Đây, cái số nó đây, không có thay quý anh chị ạ. 2023 đúng không? 2023 hả ta? 2023 quý anh chị ạ. Đây, tuần thứ 2 2023. Đó, lớp này là đã thay rồi, hai lớp trước thay rồi nha. Đây, bên đây đang đợi bát nè quý anh chị. Đang đợi bát nữa là xong. Đèn bi, đèn bi 2019 sẽ là đèn bi luôn, ở dưới là đèn bi led, có cảm biến trước sau, có camera trước, có camera 360, xe này có cam 360 luôn nè, chủ người ta lên thêm nè, để chút nữa xem đồ chơi bên trong. Em này bên đây cũng là hiệu gì đây, đây là Continental, Continental ha. Rồi vậy là cái này để qua kiểm tra lại, lớp này là lớp 23, lớp 23 luôn, lớp 23 nè, tuần thứ 2 23 Continental, rồi bên kia đó là Bridgestone ta. Đây Continental luôn, Continental nè quý anh chị ơi. Để qua kiểm tra nha quý anh chị. Cái này cũng là tuần 23, đó, năm 23 luôn. Bốn lớp thay hết rồi nha quý anh chị, bốn lớp thay hết 23 hết rồi. Đây. Lớp này lớp 23 luôn. Đây theo như Quang nhớ không lầm. Đây quý anh chị ơi, 23 luôn. 23 luôn.
Rồi ok quý anh chị, thì khả năng là cái lớp này chủ người ta mua 4 cái, nhưng mà hiện tại bên cái chỗ showroom nó khả năng là nó chỉ có 3 cái thôi. Thì có bán một cái lẻ ở ngoài, một cái nó không đồng với ba cái kia. Ba cái bánh bên này, bánh bên kia và bánh ở bên ghế tài là đều là hiệu Continental hết. Riêng cái lớp này là lớp Bridgestone. Lớp Bridgestone này thì khả năng em quay nghĩ nó lấy của bánh sơ cua xuống để thay vô đây. Thì không biết phải hay không, nhưng mà hình như cái xe này bánh sơ cua nó nhỏ hơn. Không phải luôn quý anh chị, cái này khả năng là bên cái shop á người ta chỉ có 3 cái thôi. Thì người ta thay 3 cái, người ta nói khách đổi một cái này, người ta bớt tiền lại. Thì bên em Quang cũng có quen một bên thứ ba. Thì cái này nó xử lý rất là dễ thôi. Mình sẽ liên hệ cho bên thứ ba tìm một cái lớp Continental lướt 99, mình đổi lớp, mình trao đổi, mình giao lưu lớp, mình đổi qua bù thêm tiền chút xíu. Nói chung thêm sau đó thì để cho bên kia người ta báo giá. Đấy, mình đổi một cái lớp cho đồng 4 lớp Continental luôn cho nó đẹp quý anh chị. Đấy. Thì chỉ có mỗi một cái lớp này là nó khác với ba lớp kia thôi. Bốn lớp này đều là 23 hết, đều cùng chung một năm, cùng chung một tháng hết. Cái lớp này cũng cùng chung một năm một tháng với lại ba cái lớp kia luôn. Ấy thì khả năng là cái chỗ shop đó người ta chỉ còn ba cái, thay ba cái, người ta hướng khách qua một cái khác. Nhưng mà đi như vậy thì cái cảm giác nó sẽ không được sướng, nó không có được mượt quý anh chị. Em Quang thì lúc nào cũng thích bốn cái lớp nó bằng nhau. Em Quang tuy là bán xe cũ đã qua sử dụng nhưng mà mình có sao nói vậy ha. Đó, quý anh chị nào mà muốn thì em Quang sẽ liên hệ cho bên thứ ba người ta đổi cái lớp kia cho quý anh chị ha. Rồi ok quý anh chị, mình sẽ vào bên trong để xem coi có đồ chơi gì hay không. Xe sản xuất 2019 nha, Odo 6 vạn nha. Thì không biết là cái màn hình này, có lên hay không nha, nhưng mà thấy có camera 360 đó. Thấy có cam 360. Nhưng mà ở đây vẫn còn là màn zin nè. Thì khả năng là ngày xưa, để máy lên mới biết. Khả năng ngày xưa người ta lên được chơi. Không biết là người ta có lên màn hình hay không nữa. À rồi, cái này zin. Sorry anh chị, cái này là lên thêm một cái nút riêng. Rồi cái này chỉ lên cam không, gắn vào trong cái màn hình zin thôi chứ không có lên màn hình nha. Chủ trước người ta không có lên màn hình nha quý anh chị. Đấy, nên là đợi xíu để cho nó ok ngoài mới bấm được. Đây, dàn lạnh đề máy thử cho quý anh chị xem nè. Máy móc êm ru nè, tuy là Odo không chuẩn nhưng mà máy móc quý anh chị nhìn cái công tơ mét nè, rất là đều nè. Rồi đây, ở đây thì có luôn cả cảm biến áp suất lớp ha. Rồi để Quang bấm thử nha. Nó không có gì xảy ra. À đây, có rồi quý anh chị ơi. Đúng rồi, cái nút này là cái nút mở cam. Xe này chủ người ta lên cam 360 nha. Lên cam không thôi, tích hợp thẳng vào bên trong cái màn hình riêng của xe. Có cả đánh lái đây, có cả điều hướng đánh lái đây. Em quay này là đánh lái nè. À, quý anh chị thấy chưa? Rồi, ok, rất là ngon lành cành đào. Có sạc pin không dây ha. Đấy, mọi thứ vẫn còn rất là đẹp nè. Có sưởi ghế, sưởi vô lăng nè. Rồi. Xe này thì có luôn cả ghi nhớ vị trí ghế lái cho bên tài, ghế tài, ghế phụ, ghế chỉnh điện nè. Có báo nắp capo nè. Đấy. Rồi ok quý anh chị ha. Lên này là lên cam riêng thôi chứ không có lên màn hình nha quý anh chị. Rồi quá đẹp cho em xe này. Rồi thì chắc là quay sẽ nhắc lại em xe này đi. Kia Sedona, máy xăng V6 3.3, sản xuất 2019, Odo 6 vạn nhưng không bao Odo nha quý anh chị. Không bao Odo em xe này. Em quay lấy lại của cò lái nên là có sao nói vậy ha. Cam kết cho quý anh chị không tai nạn, không cứng đụng, không ngập nước vào động cơ hộp số nguyên zin. Bảo hành cho quý anh chị xe này lên tới 6 tháng 10.000 cây ha. Bảo hành động cơ hộp số nha quý anh chị. Rồi quá đẹp luôn. Giá thì em quay đang chào bán cũng khá là rẻ, rẻ hơn thị trường 50 triệu nha. Em này em quay đang bán là 745 triệu cho em xe này nha quý anh chị. 745 triệu nha. Đấy. Rồi em kia Santa Fe 765. À, hai em xe vừa mới về ha quý anh chị ha. Rồi chúng ta sẽ di chuyển ra ngoài đây đi. Hiện tại có một em xe X8 màu đen nhưng mà chắc là đang đem đi dọn rồi. Hiện tại xe đang không có ở đây. Thì em quay sẽ quay sau ha. Một em màu xanh đang trên đường về nữa ha. Đó. Rồi chúng ta sẽ ra đây có một em xe cũng đang được chuẩn bị đợi dọn đây. Lexus RC200T, sản xuất 2016, Odo 6 vạn. Và bản này là bản nhập Nhật nha quý anh chị. Giá em quay đang chào bán là 1 tỷ 560 triệu nha. Biển số thì rất là đẹp nhưng mà biển số này mình phải trả về lại cho chủ cũ nha quý anh chị. Đấy, em xe này thì em quay đang chào bán 1590 nhầm, không phải 1560, 1590. À, sản xuất 2016 nè. Nhập Nhật nè, chủ này đã lên cho chúng ta bộ mâm, bốn cái mâm bo on off nè. Form dáng rất là đẹp.
bốn chỗ ngồi, hai cửa bốn chỗ ngồi nha, và có cả đuôi gió lên xuống được luôn nha quý anh chị. Hôm trước mình cũng đã quay riêng một cái chi tiết em xe này rồi, quay riêng một cái video chi tiết em xe này ha. Em này quý chị mua mới giá phải đâu đó khoảng 3,6 tỷ, mua mới lăn bánh xong xuôi hết khoảng 3,6 tỷ, nhưng mà hiện tại em quay đang bán chỉ còn có 1,590 tỷ thôi. Xe có bảo hành Odo 5 vạn 6 vạn chuẩn cho quý anh chị. Xe này về thì chắc là em quay chỉ có sơn dặm cái cản trước thôi, nói chung còn lại sơn si đồ này nọ rất là đẹp. Có dán phim, có dán trần nè, có cửa sổ trời nè. Đây, bên trong nội thất đây, quý chị nhìn thấy nè. Đó, cái này là lên xuống đuôi nha, lên xuống đuôi nè. Có tắt mở cảm biến nè, cái này là tắt mở cảm biến nè, cái này là tắt mở cảnh báo điểm mù. Đấy, vô lăng đây, khá là đẹp, ghế da rất là đẹp nè. Đó, quý chị nhìn thấy xe này chưa dọn nha, xe mộc nha. Đang đợi dọn, xe này thì sắp trong quá trình dọn rồi quý anh chị ạ. Đang chuẩn bị rồi. Hiện tại thì đang dọn những cái xe kia trước. Xe này thì để dọn sau, nói chung những cái xe này thì mình phải dọn kỹ kỹ một chút xíu. Rất là đẹp. 1,590 tỷ cho em xe này. Đăng kiểm này. Tháng 1 2025 phí bảo trì đường bộ, tháng 1 2025. Ở đây nếu mà cái phí bảo trì đường bộ mà có thiếu thì em Quang sẽ bổ sung cho quý anh chị ha. Phí bảo trì đường bộ em Quang sẽ bổ sung cho tới thời điểm hiện tại trước khi em Quang giao xe cho quý anh chị. Đấy, rất là đẹp, em quay rất là thích cái đèn xe này. Cái đèn đẹp, cái mặt cái lăng đẹp. Rồi, ok quý anh chị ơi. Thì xin nhắc lại ha, Kia Sedona máy xăng V6 3.3 2019 Odo 6 vạn nhưng không bao Odo ha. Nhưng mà quan trọng là cam kết đầy đủ cho quý anh chị, có bảo hành cho quý anh chị để quý anh chị chơi ha. Em đó thì em quay đang chào bán với mức giá là 745 triệu Hyundai Santa Fe máy xăng bản đặc biệt 2019 luôn. Odo em nói là 33.000 cây chuẩn nha quý anh chị, cực kỳ mới, cực kỳ đẹp, giá 765 triệu và một em Lexus RC200T sản xuất 2016, Odo 5 vạn 6 vạn và em quay đang chào bán em xe này giá 1,590 tỷ nha. Rồi ok quý anh chị ơi, thì đó toàn bộ những xe mà em quay đang có tại xưởng nha, và một vài em xe đang trên đường về và em quay sẽ quay sau cho quý anh chị, như là Honda CRV nè. Rồi CX8 màu xanh là còn khá là nhiều xe, thì cái đó em Quang sẽ cập nhật sau cho quý anh chị. Em Quang sẽ để hình ảnh ở trên đầu video. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi về bên showroom để xem một vài em xe. Em Quang sẽ quay nhanh những cái xe em Quang đang có tại showroom ha. Chúng ta cùng đi thôi, hiện tại thì trời cũng đang mưa rồi quý anh chị. Đang sắp mưa rồi nè. Thời tiết Sài Gòn thì nắng mưa thất thường. Sáng nắng chiều mưa là chuyện bình thường nha quý anh chị. Rồi chúng ta cùng đi về bên showroom thôi. Ok quý anh chị ơi, hiện tại em Quang đang có mặt tại showroom siêu thị ô tô Hà Nội nha. Em Quang đang có mặt bên đây và bây giờ em Quang sẽ quay nhanh dàn xe em Quang vừa mới lên showroom. Quay chi tiết đi, sau đó anh chị quay chi tiết dàn những em xe em Quang vừa mới dọn xong đã lên showroom. Và sẽ nếu mà còn thời gian nhiều, em Quang sẽ báo giá nhanh toàn bộ xe đang có tại showroom cho quý anh chị. Em Quang đang còn xe nào để cho quý anh chị lựa ra được cho mình những cái xe phù hợp, liên hệ cho em Quang sẽ gửi full thông tin chi tiết cho quý anh chị ha. Rồi thì địa chỉ chỗ showroom quay là 389 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Quý anh chị đến xem xe thì cứ đi theo địa chỉ này, và trước khi qua thì liên hệ trước cho em Quang với số điện thoại mà sẽ để trên góc bên trái nha quý anh chị. Đây, showroom siêu thị ô tô Hà Nội nhưng mà nằm giữa lòng Sài Gòn nha. Rồi để cho quý vị không mất thời gian nữa thì chúng ta sẽ bước vào em xe đầu tiên, đó chính là em Mazda 3 phiên bản sedan 2016. Em này thì là một trong những em xe mà phải nói thật là phân khúc C giá rẻ quý anh chị, mà form dáng đẹp nè. Sedan 2016 Odo 8 vạn nhưng mà chiếc xe chủ người ta đi rất là đẹp. Xe thì trong tình trạng là có sơn si nhiều. Nhưng mà quý chị nhìn thấy ba đời sóc liền lạc nha. Mâm lớp là siêu đẹp nè, 4 lớp mới thay. Đi bao quý anh chị đi luôn. 4 lớp mới nè, đã được chủ người ta lên đèn bi rồi nè. Mua về không cần phải làm gì thêm ha. Và cái giá em Quang đang chào bán cho một cái em xe này rất là rẻ, chưa tới 400 triệu nha. Và đây cũng là em xe rẻ nhất showroom em Quang, giá 395 triệu cho em xe này. Mazda 3 sedan 2016 Odo 8 vạn nha quý anh chị. Đấy, sơn si bao đẹp cho quý anh chị ha. Đây quý anh chị nhìn nắp capo đây. Đấy, rất là đẹp luôn quý anh chị ơi. Rất là đẹp ha. Đó, chúng ta sẽ đi một vòng để xem xe này ha. 4 lớp mới nha, 4 lớp mới toanh luôn. Đấy, mâm là không xước sáng gì hết, 4 lớp mới hết nè. Nó đến từ thương hiệu Apollo. Đó. Quý dễ chưa? Đẹp chưa? Rồi chúng ta sẽ di chuyển qua đây, xe đều dán phim cách nhiệt rồi ha. Ba đời sóc sau liền nha. Xe thì có sơn si nhưng mà
ba đợt sốc là liền lạc nha quý anh chị. Có cảm biến lùi chủ người ta lên thêm nè, có camera lùi nè, đó Sky Assist Technology ha quý anh chị. Đây bên đây thì quý anh chị nhìn đây, nhiều khi nói đây riêng quý anh chị cũng tin nữa, mặc dù đây là sơn dặm nha, có sao nói vậy nha. Ai quý anh chị nhìn đi, chủ người ta đi rất là đẹp, rất là kỹ nha quý anh chị, rất là kỹ. Bên trong nội thất thì đây quý anh chị ơi, xe này thì bên ghế bên tài là đã có bọc lại hai cái má sườn ở ngay đây, hai cái má sườn này. À ghế bên đây cũng có luôn, bọc lại hai cái má sườn này. Chỉ có hai cái ghế này thôi. Đó. Quý anh chị nhìn đây, độ nhăn của nó là chuẩn chỉ nè, bởi vì muốn giữ cái da zin. Da zin thì lúc nào nó cũng sẽ đẹp quý anh chị. Đấy, da zin thì nó khá là ok, nó giữ giá. Đó. Và đây, ghế phụ thì là ghế cơ. Đó, ghế đẹp. Xe này là có cửa sổ trời. Giá 395 triệu. Đăng kiểm là tháng 3 2025 nè. Phí bảo trì đường bộ cũng tháng 3 2025 nè. Máy xăng 1.5 đi rất là tiết kiệm nha quý anh chị, đi rất là ok nha. Rồi, ok quý anh chị, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi qua bên ghế tài cho quý anh chị xem. Ghế tài đây. Vô lăng cũng đã được bọc lại nha, vô lăng bọc lại rồi. Logo cũng đã thay rồi nè, hôm qua thì logo chưa có thay. Logo này thì cũng đã xử lý lại cho đẹp nè. Đó, không biết là thay hay xử lý nhưng mà khả năng là thay. Bởi vì cái kia thì nó cũng đã bong chóc nhiều quá rồi. Đấy, có lẫy số trên vô lăng nha quý anh chị. Auto đèn. Ô đồ em này là 8 vạn nha, có màn hình nè. Đấy, đẹp chưa? Mọi thứ khá là ok, xe đầy đủ hai chìa khóa, bánh sô cô đồ ngoài là bao đầy đủ hết cho quý anh chị nha. Hàng ghế sau đây. Đây ghế sau thì khá là đẹp luôn. Ghế sau quý anh chị nhìn 8 vạn nhưng mà ngồi rất là ít nha. Đấy. Nhiều khi những cái ghế da này quý anh chị đã nhăn nhăn xíu nhìn nó giống như ghế da cao cấp của những cái xe sang quý anh chị. Xe sang những cái ghế da cao cấp hầu như là làm nó nhăn, nó không có được nó kiểu nhăn của cái độ gọi là sang trọng chứ không phải là nó phẳng như là những cái xe bình thường của mình nha quý anh chị. Ghế da thật đó quý anh chị. Rồi đây, đồ nghề bánh sô cô đầy đủ ha. Bánh sô cô đây quý anh chị, còn siêu mới luôn. Đó, nhìn ở bên trong nó hơi tối. Quý anh chị nào mà quan tâm thì cứ liên hệ cho em Quang nha. Bánh siêu mới nè. Em Quang cũng không thấy luôn, hình như là bánh chưa hạ luôn, vẫn còn đường chỉ hay sao á. Mới lắm quý anh chị ơi. Quý anh chị nào mà quan tâm thì cứ liên hệ, em Quang sẽ chụp hình lại cho quý anh chị xem ha. Rồi ok quý anh chị, thì em Quang sẽ nhắc lại, đây là Mazda 3 phiên bản sedan 1.5 máy xăng. Em này thì chúng ta chỉ có 3 phiên bản thôi. Sedan là hatchback nè và 2.0 sedan. 2.0 sedan thì cách phân biệt dễ nhất đó chính là cái đèn và cái mâm. Nhìn ở bề ngoài là dễ nhất ha. Ấy và hiện tại em xe này Quang đang chào bán với mức giá là 395 triệu, đã được chủ người ta lên kèn luôn nè. Lên cái còi nè, cái còi quý chị thấy cam cam không? Và lên hai cái đèn bi nè. Đấy. Rất là ngon lành cành đào nha, 4 lớp Apollo mới. Đấy, giá 395 triệu thôi, mua về đổ nhiên liệu là chạy. Em Quang sẽ có bảo hành cho quý anh chị xe này lên tới 3 tháng 5.000 cây, động cơ hộp số nha. Rồi chúng ta lại tiếp tục di chuyển ra đằng sau một em xe cũng vừa mới lên showroom. Volkswagen Tiguan Mexico sản xuất 2019. Xe này đã dọn xong và đã lên showroom rồi nha quý anh chị. Đấy, màu trắng. Rất là đẹp. Em này Odo 5 vạn chuẩn nha. Đấy. Em kia thì Mazda 3 cũng 8 vạn chuẩn. Đấy. Quý anh chị nhìn thấy em này cực đẹp không? Và giá em Quang đang chào bán này chỉ có 980 triệu thôi. Quý anh chị mua mới em này giá phải đâu đó khoảng tỷ 8. Mà bây giờ Quang bán có 980 triệu. Bản OnSpy 4 Motion. Hai cầu không có ghế máy xa nha. Cái OnSpy này nó có hai bản. Bản có ghế và bản không ghế máy xa. Tuy là không ghế máy xa nhưng mà vẫn được chủ người ta trang bị ghế máy xa, người ta độ thêm nè, ghế máy xa nè, cửa hít nè. Đó. Xe có cảm biến lùi, cam lùi đầy đủ hết nha quý anh chị. Bản này bản hai cầu nha, 4 lớp Michelin. Đó. Rất là mới, 4 lớp mới nha. Đây nội thất thì siêu đẹp cho quý anh chị luôn. Đó. Nó hơi tối đó quý anh chị, để mày mở cái đèn lên cho quý anh chị xem. Đây 4 lớp siêu mới, sao anh chị, 4 ghế là siêu mới luôn nè. Quý chị nhìn thấy nha, ghế rất là đẹp nha. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ có những cái chế độ lái nè, phanh tay điện tử nè, mọi thứ vẫn còn rất là đẹp nè, cần số nè. Rồi màn hình đây, Odo là 52.000 cây. Vô lăng khá là đẹp nha quý chị, vô lăng đê khích nè. Ấy có ga tự động nè, Adaptive Cruise Control, nó có báo cái gì đây, nó có báo cái xung quanh nè. Đấy. Rất là ngon lành cành đào nha quý anh chị. Em này thì quá đã rồi. Đây ghế máy xa là lên thêm, zin là không có nha.
Rồi bây giờ em quay sẽ di chuyển ra hàng ghế sau cho quý vị xem hàng ghế sau. Đây, siêu đẹp nha. Này cũng hơi tối luôn, mở cái đèn lên cho nó sáng quý anh chị. Đây, cái đèn nó cũng không đủ sáng đâu quý anh chị. Nó không đủ sáng để em quay cho quý anh chị xem. Cái này mà quý anh chị muốn thì có thể lên xem xe trực tiếp hoặc là liên hệ với cho em quay. Đây, hai hàng ghế sau đây. Em quay mở cái đèn cho quý anh chị xem nha, nó hơi tối. Đây quý anh chị ạ. Đó, hai ghế lại chen nhau và ghế chúng ta có thể gập bằng nha quý anh chị, gập bằng được ha. Gập bằng được thì khi mà mình đi xa mình sẽ có một cái không gian rộng nè, bằng phẳng nè, để mình lên, mình để một tấm nệm lên, mình đi picnic cắm trại rồi rất là ok. Dán phim 3M nè, máy xăng 2.0 và mức độ tiêu hao nhiên liệu 7.7 lít cho 100 cây thôi. Bản hai cầu nhưng mà rất là tiết kiệm nha, có cúp điện luôn. Giá 980 triệu, Volkswagen thì là một trong những thương hiệu cao cấp đến từ Đức. Đấy, rất là đẹp, ngon lành, cành đào, đã. Đây gặp ghế bằng. Kẹt, kẹt cái này là nó sẽ gặp ghế là, à không, chắc là gặp ghế sau thôi chứ không phải gặp ghế trước. Đúng không? Gặp ghế sau đúng không? Quay cũng không rõ nữa quý anh chị ạ. Đây, cái này thì để bữa nào quay sẽ test thử và sẽ quay lại một lần nữa cho quý anh chị xem ha. Đồ nghề bánh sơ cua còn mới nè. Đấy. Rồi, cái này mình có thể dỡ lên ha. Đây, bánh sơ cua đây, bánh sơ cua còn mới luôn. Không có thấy đường chỉ, hình như bánh sơ cua này quay nhớ là chưa hạ luôn quý anh chị ạ. Bánh sơ cua này như chưa hạ luôn. Đấy. Rồi. Xe thì cam kết cho quý anh chị nha, không tai nạn, không cứng đụng, không ngập nước vào động cơ, hộp số nguyên zin nha. Đó, cấp điện. Có cảm biến lùi, có cam lùi nha quý anh chị. Siêu đẹp nha. Đây, ghế bên vị trí chủ tịch đây. Không nhăn, không nhó. Có cửa gió sâu luôn. Em này thì quá đẹp rồi. Em này thì về cơ bản là quý chị nhìn thấy ba đờ sóc liền nè. Cản trước cản sau thì có dặm nhẹ thôi cũng không có thành vấn đề. Đây có dặm nha. Có sao nói vậy nhưng mà quý chị nhìn đây. Đẹp ha, liền lại hết nè. Bên đây là zin nè, cái này zin nè, bên kia dặm thôi, bên đây zin nè. Bốn lớp mới nè, bốn lớp Michelin mới nè. Đây, quý chị nhìn nè, liền lại hết, siêu đẹp. Đó, lớp lý để quay xem cái lớp ha. Gầm bệ thì quý anh chị mà muốn xem á, quý anh chị có thể đến showroom trực tiếp quay xe ben gầm lên cho quý anh chị xem ha. À, lớp 21 nè. Bên đây là zin nè, cái này zin nè, không có phải dặm nha. Cái này là zin nè quý anh chị. Đó, xe này em quay nhớ là về là chỉ có đánh bát thôi, cũng không có sơn dặm gì nhiều. Đây zin luôn nè. Quý anh chị nhìn nè, nhìn là sẽ thấy liền, những cái xe sang nhìn là sẽ thấy liền. Lớp Michelin. Bốn lớp này là đã thay hết rồi, bốn lớp này là thay đây 21 luôn nè. Nói chung mà xe mà chạy 5 vạn ngoài từ 2019 tới giờ thì hầu như là lớp đều phải thay. Bởi vì cái thứ nhất cho dù chạy không đủ ô đô mình cũng phải thay bởi vì nó tới tuổi rồi quý anh chị. Đây lớp trước đây. 21 luôn. Rất là mới nha, rất là mới quý chị nhìn cái lớp đây. Mình chỉ cần nhìn hai cái lớp trước thôi mình sẽ biết là hai cái lớp sau tình trạng như thế nào. Bởi vì hai cái lớp trước lúc nào cũng sẽ mò hơn hai cái lớp sau, nhưng mà quý chị nhìn hai lớp trước nè, rất là đẹp. Đó. Rồi, đăng kiểm phiếu bảo trì đường bộ là tới tháng 1/2026 ha, quý anh chị lời thêm một năm nữa, hơn một năm. À, em này thì quá ngon rồi. Thương hiệu cao cấp của nhà Đức Volkswagen. Đấy. Cái này thì zin nè, cái này zin chắc luôn. Quý anh chị nhìn này. Tháng 21 luôn nè ha. Đấy khá là đẹp. Rồi, ok quý anh chị ơi. Cái này để quan chết lại nha, để quan chết lại nè. Đây cái này chỉ đúng mỗi một cái chỗ nhỏ ở chỗ này thôi. Đúng một cái chỗ nhỏ ở chỗ này, ở đây vẫn còn zin nè. Nó vẫn còn một cái đường line zin nè, ở đây thì nó dặm lại chỗ này thôi nè. Chắc là đúng mỗi cái chỗ này. Nói chung là cái phần bên đây dặm là chuyện bình thường bởi vì chạy vô thành phố mà. Cái thứ nhất mình sẽ không tránh được những vết vo vầy của xe máy. Cái thứ hai là nếu mà chạy chưa quen rất là dễ cạ bên đây. Thì đã xem cái này thì mình sẽ xem cái mâm. Để xem coi cái mâm nó có chạy xước hay không. Không hề chạy xước nha. Cái này là cái đường bóng thôi. Chứ không bị xước gì hết nha, không chạy xước nè. Đi rất là kỹ nha quý anh chị, à, rất là đẹp ha. Rồi ok quý anh chị, thì chắc là qua sẽ nhắn lại. Đây là Volkswagen Tiguan On-Spy 7, không có ghế máy xa. Nhưng mà đã được chủ người ta lên ghế máy xa nè, lên cửa hít nè. Và hiện tại em xe này odo 5 vạn và đang được em quan chào bán với mức giá là 980 triệu cho em xe này.
À, tiết kiệm được khoảng gần 1 tỷ ha. Xe mới giá phải đâu đó khoảng 1 tỷ 8. Lăn bánh xong xuôi hết. Em này thì hiện tại quan bán là chỉ có 980 triệu thôi. Rồi, thì đó là toàn bộ những xe mà vừa mới về đã dọn xong và đã lên showroom. Thì em Quang vừa mới quay cho quý anh chị xem. Bây giờ Quang sẽ mời quý anh chị cùng theo chân Quang để cập nhật nhanh giá toàn bộ xe Quang đang có tại showroom ha. Bentley Continental sản xuất 2008 nhập Anh, odo 4 vạn km nha quý anh chị, odo chuẩn cho quý anh chị luôn. Em xe này thì hiện tại đang được em Quang chào bán với mức giá là 1 tỷ 200 triệu nha. Ngày xưa mua mới giá phải hơn 20 tỷ, nhưng bây giờ chỉ còn có 1 tỷ 2 thôi quý anh chị à. Ngay ngửa một em Camry thôi, một em xe sang đến từ Anh Quốc, Bentley Continental Volkswagen Veyron sản xuất 2023, odo 3.300 cây quý anh chị. Xe được sở hữu nước sơn màu đen khá là đẹp nha. Và xe này là bản full, bản luxury, bản có ghế máy xa nha quý anh chị. Em này thì là một trong những đối thủ khá là đáng gờm đối với lại Kia Carnival Signature máy xăng. Thì hiện tại Carnival Signature máy xăng lăn bánh cũng phải khoảng lăn quanh 2 tỷ mốt. Thì em này lăn bánh phải lăn quanh cỡ 2 tỷ tư quý anh chị, 2 tỷ tư 30. Và em Quang đang chào bán em này giá chỉ có 2 tỷ 250 triệu thôi. Bản này là bản full nha. So với lại cái bản thấp hơn quý anh chị, cái bản mà thua bản này một bản, bản premium, bản đó nó sẽ không có ghế máy xa, nó sẽ bị trừ đi 2 thước khí và một số tính năng nhỏ bên trong nữa. Thì em Quang không nhớ là còn tính năng gì hay không. Thì quý anh chị có thể xem ở trên những cái kênh anh em review xe mới nha, hoặc là coi catalog của em xe này. Thì em xe này bản thiếu của nó sẽ rẻ hơn được 200 triệu. Còn đây là bản full, bản luxury có ghế máy xa đấy. Kia Carnival Signature máy dầu AT 2022 logo mới nha quý anh chị. Odo chỉ mới có 20.000 cây thôi. Và em xe này hiện tại đang được em Quang chào bán với mức giá là 1 tỷ 325 triệu nha. Signature máy dầu Kia Carnival Signature máy dầu sản xuất 2022, odo 18.000 cây quý anh chị. Em xe này hiện tại đang được em Quang chào bán với mức giá là 1 tỷ 345 triệu nha. Odo 18.000 nha quý anh chị, rất là đẹp nha. Đó, quý vị nhìn thấy ha. Kia Carnival Signature máy dầu sản xuất 2022 quý anh chị ạ. Em xe này odo là 32.000 cây nha quý anh chị. Em Quang đang chào bán em xe này giá là 1 tỷ 345 triệu nha. Kia Cerato sản xuất 2021, odo 60.000 cây. Bản này là bản luxury nha quý anh chị. Em xe này hiện tại đang được em Quang chào bán với mức giá là 505 triệu nha. Màu xanh ngọc khá là đẹp nha quý anh chị ha. Kia K3 1.6 Premium sản xuất 2022, form mới, đèn mới nha quý anh chị. Em này động cơ xăng 1.6 nha. Odo em này chỉ mới có 18.000 cây thôi và hiện tại đang được em Quang chào bán với mức giá là 595 triệu. Nhưng trong video ngày hôm nay Quang sẽ giảm giá cho quý anh chị còn 565 triệu thôi. Hyundai Elantra sản xuất 2020, phiên bản 1.6 Turbo. Em này thì hiện tại em Quang đang chào bán với mức giá là 565 triệu nha quý anh chị. Hyundai Palisade sản xuất 2023, odo 12.000 cây. Và hiện tại đang được em Quang chào bán với mức giá là 1 tỷ 420 triệu. Hyundai Santa Fe máy dầu bản Premium sản xuất 2021, odo 4 vạn nha quý anh chị. Sơn si em này là em Quang bảo đảm với quý anh chị là cực đẹp nha. Hyundai Santa Fe máy dầu bản Premium sản xuất 2021, odo 42.000 cây. Và hiện tại đang được em Quang chào bán với mức giá là 1 tỷ 045 triệu nha. Có luôn cả camera 360 nha quý anh chị. Hyundai Santa Fe máy xăng bản Premium 2021 quý anh chị ạ. Odo 2 vạn và hiện tại đây được em Quang chào bán với mức giá là 995 triệu cho em xe này. Máy xăng 2.5. Mazda 2 Sedan Premium sản xuất 2019, odo 5 vạn. Em Quang đang chào bán với mức giá là 405 triệu. Đây là em xe có mức độ tiêu hao nhiên liệu tiết kiệm nhất phân khúc nha quý anh chị. Em này máy xăng 1.5 thôi. Và so với là những cái dòng xe như là Toyota Vios, Kia Soluto hay là Hyundai Accent thì chắc là cái mức độ tiêu hao nhiên liệu em này là ngon nhất rồi. Giá 405 triệu cho một em xe khá là tiết kiệm nhiên liệu. Peugeot 5008 GT Line 2022 quý anh chị ạ. Bản này là bản có ghế máy xa, odo 40.000 cây thôi. Xe này thì đang được em Quang chào bán với mức giá là 960 triệu và trong video ngày hôm nay thì Quang bớt cho quý anh chị còn 940 triệu nha. Ford Everest Titanium máy dầu 1 cầu 2021, odo 6 vạn và hiện tại đang được em Quang chào bán với mức giá là 938 triệu cho em xe này.
Em xe này odo 6 vạn rồi thì cái việc mà cản trước cản sau, chạy trong thành phố không thể nào mà tránh được những vết va quẹt của xe máy, thì em cũng đã có dặm tuốt nhẹ cho quý anh chị. Quý anh chị mua về chân đổ nhiên liệu và là chạy thôi. Ford Everest Titanium máy dầu một cầu 2022 quý anh chị ạ. À, em xe này là lô cuối cùng nên là chúng ta sẽ có bi-turbo ha. Đây, màu trắng rất là đẹp quý anh chị ơi. Và hiện tại em xe này đang được em quan chào bán với mức giá là 1 tỷ 015 triệu cho em xe này. Đấy, quý anh chị nhìn thấy ghế da rất là đẹp nha. Hàng hiếm Honda HR-V phiên bản L, sản xuất 2021, odo 24.000 cây, nhập Thái Lan nha quý anh chị. Màu trắng ngọc trai, mắc hơn cái màu khác cỡ 12 triệu nha. Bản L nha quý anh chị ha. Đây, và hiện tại em quan đang chào bán với mức giá rất là rẻ luôn, 655 triệu cho em xe này. Land Rover, Range Rover điều chỉnh lại giá mới nha quý anh chị. Đây, em xe này hôm trước em quay đang chào bán với mức giá là 2 tỷ 850 cho một em bản HSE, sản xuất 2015, máy xăng 3.0. Và trong video ngày hôm nay em quay giảm giá cho quý anh chị hẳn 300 triệu luôn, là còn 2 tỷ 550 triệu. Đây giá cũ đây, 2 tỷ 850 và giảm cho quý anh chị còn 2 tỷ 550. Đây, xe màu đen rất là đẹp quý anh chị à, thùng ngắn nha, HSE đây. Toyota Camry 2.0 Wii sản xuất 2023, odo 12.000 cây. Và hiện tại đang được em quay chào bán với mức giá là 1 tỷ 145 triệu nha quý anh chị. Phiên bản này là phiên bản facelift mặt ga lăng lại ha. Đây nên là quý chị nhìn cái mặt ga lăng nó sẽ bè ra và nhìn nó hầm hố hơn nhờ vào hai cái viền bạc hai bên này ha. Toyota Camry 2.5 Wii sản xuất 2021, odo 3 vạn, nội thất màu đen. Em xe này máy xăng 2.5. Em quay đang chào bán với mức giá là 1 tỷ 035 triệu và trong video này em quay sẽ bớt cho quý anh chị 15 triệu là còn 1 tỷ 020 triệu cho em xe này. Toyota Corolla Cross bản V 1.8 2020, odo 5 vạn quý anh chị. Tuy là odo 5 vạn nhưng vẫn còn rất là mới, 4 lớp Michelin siêu đẹp nè. Sơn suy cản trước cản sau đồng màu zin hết nha quý anh chị. Cảm biến trước sau có Toyota Safety Sense, camera 360 đầy đủ luôn. Và hiện tại em xe này đang được em quay chào bán với mức giá chưa tới 700 triệu nha, 698 triệu cho em xe này. Một em xe nhập Thái Lan, mua mới giá phải đâu đó khoảng gần 1 tỷ 900 mấy chục triệu, em qua nhớ không lầm là như vậy. Mini Cooper bản 3 cửa 3 đo sản xuất 2021 nha quý anh chị. Odo em này chỉ mới có 15.000 cây thôi và hiện tại đang được em qua chào bán với mức giá rẻ hơn xe hãng 500 triệu nha quý anh chị, khoảng 500 triệu hơn 500 triệu luôn. Em quay đang chào bán này chỉ có 1 tỷ 580 triệu thôi. Quý anh chị nào mà đang nghiên cứu xe này sẽ biết là giá này là đang hơn 2 tỷ nha. Giảm hẳn 200 triệu cho một em xe Volvo XC90 sản xuất 2017, động cơ T6 Injection AWD, odo là 1 vạn mai, khá là đẹp quý anh chị ạ. À, em xe này thì hiện tại em quay đang chào bán với mức giá là 1 tỷ 850 triệu cho em xe này. Và trong video này em quan giảm 200 triệu cho quý anh chị là còn 1 tỷ 650 nha. XC90 quý anh chị mua mới giá phải đâu đó khoảng 4 tỷ. Volvo S90 quý anh chị ơi, một em xe mới 100% luôn. Và hiện tại thì tại showroom em quan đang liên kết với lại Volvo để trưng bày những con xe mới nha. Và như quý vị đang nhìn thấy đây, Volvo S90 sản xuất 2023. Hiện tại thì xe này là xe 23 và đang có chương trình giảm ưu đãi lên tới 15%, 15 hay là 150% gì đó em quan không nhớ. Thì quý anh chị nào mà quan tâm thì có thể liên hệ cho em quan, em quan sẽ gửi full chi tiết thông tin ưu đãi em xe này nha. Đấy, chưa có biển số luôn quý anh chị à, một em xe an toàn nhất thế giới. Giá niêm yết hiện tại là 2 tỷ 320 triệu và em quay đang ưu đãi em xe này lăn bánh xong xuôi hết luôn là còn khoảng 2 tỷ 260 triệu nha quý anh chị. À, quý anh chị nào mà quan tâm thì liên hệ cho em quay nha. S90 mới, đèn full LED nha quý anh chị. À, cảm biến trước sau, mâm phay đây, em này là mới hoàn toàn. Xe chưa có biển số, hiện tại bên quay đang liên kết và được những cái chương trình ưu đãi giá tốt nè, và được bán xe như là bên hãng luôn nha quý anh chị ha. Đây màn hình đây rất là đẹp nha quý anh chị. Đó, đèn đuốc đồ. Em xe này của chúng ta thì có luôn cả cửa sổ chờ panorama nè, ghế tài, ghế phụ chỉnh điện nè. Ở đây thì bệ thì tay là nút đề là dạng nút vặn nè,
cần số thì rất là đẹp nha quý anh chị. Đấy quý anh chị nhìn thấy ha. Đó. Đây quý anh chị nhìn đây, xăng cọ rồi này nọ, xe này là xe mới hoàn toàn nha. Và những cái xe mà mới của Volvo, ghế da là được sở hữu ghế da cao cấp. Nên là quý anh chị sẽ thấy cái ghế da nó hơi nhăn một chút xíu, nhưng mà đây là những cái ghế da xịn, ghế da cao cấp mà lại thật, ghế da thật đó quý anh chị, thì lúc nào nó cũng sẽ nhăn như vậy ha. Đó, nó nhăn kiểu sang trọng chứ không phải là nhăn kiểu do ngồi nhiều nha quý anh chị. Đấy quý anh chị nhìn nè, mùi gỗ đồ, mùi da đồ còn rất là thơm luôn. Và nó không có bị hôi mùi nhựa nha. Nó chỉnh gió viết đồ đằng sau nè, quý anh chị nhìn nè. Đấy. Và đặc biệt là em xe này của chúng ta sở hữu loa Power Viking nha. Và hàng ghế ở bên đây là ghế chủ tịch, đây là sẽ có rất là nhiều nút để cho chúng ta bấm nha quý anh chị. Còn ghế bên kia thì sẽ rất là ít nút. Rem thì là rem điện luôn, có cả rem điện. Em quay sẽ ra đằng sau cho quý anh chị xem. Đây, cốp của chúng ta, cốp điện luôn. Và đặc biệt điểm nhấn đó chính là cái đèn LED của nhà Volvo thì khá là đẹp rồi. Đấy, bánh sơ cua nè, đồ nghề nè, những cái tấm thảm lót sàn nè. Đấy, đèn của Volvo thì chắc chắn là quý anh chị sẽ không thể nào mà nhầm lẫn được. Đây, lại thêm một em Volvo đây quý anh chị. Đấy, Volvo, đó, dễ chưa? Rất là đẹp nha, rất là đẹp luôn. Đấy, cửa sổ trời, panorama toàn cảnh này quý anh chị ơi. Loa Power Viking nè. Rồi, bây giờ quay sẽ vào bên trong ngồi thử cho quý anh chị xem nha. Đấy, màn hình đây thì nó cũng không có khác gì so với những cái phiên bản trước đó, nó chỉ khác nhau về động cơ. Và đặc biệt là đối với cái xe mà cuối 2022 nha, thì cái chiều dài của em xe này được kéo dài lên quý anh chị ạ. Còn cái chiều dài trước đó nó chỉ có khoảng 4m7 hay 4m9 gì đó thôi. Nhưng mà lên cái form mới này chúng ta sẽ là 5m1 nha quý anh chị. Gần 5m1 cho em xe này. Có luôn cả hút kính nè. Đây màn hình đây. Đó, rất là đẹp nha. Túi khí nè. Có Apple CarPlay thôi nhưng mà không có Android Auto nha quý anh chị ha. Đấy, một cái điểm trừ đó chính là không có Android Auto. Rồi, ô tô đèn, ô tô gạt mưa ha. Có luôn cả cảnh báo điểm mù nè. Em xe này thì mọi tính năng an toàn sẽ nằm ở trong màn hình hết. Và mình sẽ set ở trên màn hình nha. Đấy, một em xe rất là xịn. Ghi nhớ vị trí ghế lái này. La Power Viking là nghe rất là hay quý anh chị ạ. Và đặc biệt em xe này được sở hữu khối động cơ B6 AWD. Và theo như mà những cái thông tin em quan được biết, đối với cái động cơ này á, thì nó sẽ có thêm một cái bình điện riêng. Nó sẽ có hai bình điện nha. Một bình là để sử dụng bình thường và một bình là để nổ máy. Để nổ máy đúng không? Quan nhớ mày máy là để nổ máy. Nên là khi mà quý anh chị nổ máy của cái xe này nó sẽ rất là êm máy nha. Còn nếu em quan có nói sai gì quý anh chị để lại phần bình luận cho em quan, hoặc là quý anh chị có thể xem ở trên những cái kênh mà anh em review xe mới, người ta sẽ nói chính xác hơn cho quý anh chị ha. Rồi, ok quý anh chị, thì em quan sẽ nhắc lại đây là Volvo S90 sản xuất 2023, xe mới chưa có biển số luôn. Và em xe này hiện tại đang đợi em quan chào bán lăn bánh xong xuôi hết luôn là khoảng lanh quanh 2.260.000.000 cho em xe này. Rồi, ok quý anh chị ơi, thì đó là toàn bộ những xe mà em quan đang có tại showroom nha quý anh chị. Thì quý anh chị nào mà đang có quan tâm một trong những cái xe nào trong video ngày hôm nay thì hãy nhấc máy liên hệ cho em quan với số điện thoại là 0833088882 nha. Đó, xe gầm cao thì quan cũng đã quay hết cho quý anh chị rồi, dàn gầm cao quan đang còn tại showroom 7 chỗ cũng như là những cái xe đang nằm bên xưởng cũng đã cho quý anh chị xem rồi. Quan tâm thì cứ nhấc máy liên hệ cho em quan, số điện thoại sẽ để trên góc bên này. 0833088882 nha quý anh chị. Và địa chỉ showroom của quan là 389 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nha. Thì thời lượng video cũng đã hơi dài rồi, quan cũng xin kết thúc video tại đây. Nếu như quý anh chị thấy video này hay, cho quan xin một like, một share, một lượt đăng ký và nhớ nhấn vào nút thông báo bên phía bên dưới để nhận được những video mới nhất từ kênh của quan nha. Thì một lần nữa kính chúc quý anh chị xem video vui vẻ, an lành bên gia đình và thật là nhiều sức khỏe ha. Hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo nha. Rồi, và bye bye, let's go.